Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa có kết luận về tình hình trật tự an toàn giao thông sau cuộc họp Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Để thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn, giảm các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, nhất là tai nạn liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện dự án luật đường bộ để trình Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 6, thông qua tại kỳ họp thứ 7. Đồng thời tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật có liên quan, nhất là các quy định về xử phạt vi phạm hành chính nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phó Thủ tướng giao Bộ Công an duy trì thường xuyên việc tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề về kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chuyên đề về kiểm soát tải trọng xe, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tất cả các trường hợp vi phạm. Chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị, nhất là lực lượng cảnh sát giao thông, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tuyệt đối không chấp nhận sự can thiệp của các cá nhân, đơn vị vào quá trình xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn,